Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo cũng liên quan đến đời sống kinh tế phồn thịnh của Hoa Kỳ. Tại sao gọi là phồn thịnh? Thành công, đem lại nhiều tiền cho dân chúng, đem lại đời sống cao nhất thế giới. Cả nhân loại đều thèm khát đời sống của Hoa Kỳ. Cho nên ngay từ Cộng sản, nó cố tham nhũng, nó cố ăn cắp, nó cố ăn trộm, để nó có tiền, nó đưa vợ lớn, vợ bé, con cái nó qua Hoa mình, Hoa Kỳ để nó hưởng thụ. Mặc dù ra đi là chết, nó vẫn là. Thế thì câu chuyện bây giờ như thế nào? Chắc hẳn qua quý vị nhớ, chúng tôi đã tường trình về một anh chàng tổng giám đốc của một công ty bán hamburger của Mỹ, lương 1,5 triệu một năm, tiền thưởng, tiền chia hoa lời, vấn đề thị trường chứng khoán. Trong năm 2016, anh ta đã lãnh đến 15,4 triệu đô la. Và anh ta làm từ năm 2015 đến bây giờ là 4 năm. Rồi đến một hôm mùng 1 tháng 11 anh ta bị cách chức. Chỉ vì gái. Đầu mối tội lỗi, gái. Cũng như câu chuyện của anh chàng tỷ phú bữa trước chết, bị thanh toán, cũng vì gái. Nhưng mà gái của anh này còn tội nghiệp hơn, là anh ta bồ bịch với một cô nhân viên rồi bị lộ, rồi công ty đuổi. Mà khi đuổi anh ta vẫn lãnh được 26 tuần lễ lương. Để quý vị thấy cái nền kinh tế của một nước tự do tư bản như Hoa Kỳ, nó hậu hĩ như vậy. Đuổi nhưng mà vẫn bồi hoàn cho thiệt hại, vì đuổi một cách bất thình lình. Chứ nếu đuổi thông báo 2 tuần lễ thì nó lại khác. Vì có chỗ bất thình lình đuổi, anh ta được lãnh 675.000 đô la. Đó là anh chàng Steve Easterbrook, tổng giám đốc công ty McDonald's. Chỉ có làm hamburger cho người ta ăn, mà McDonald's giờ này có 36.000 cửa tiệm trên toàn thế giới. Hôm nay cũng liên quan đến một cửa tiệm, nhưng mà không phải về vấn đề tổng giám đốc bê bối, mà là về vấn đề món ăn ngon quá. Đó là công ty Popeye. Công ty Popeye có lắm người Việt Nam đặt công ty Popeye là vì chữ Popeye là do chữ Pop cộng với chữ I nên thành ra Popeye. Popeye là tên một nhân vật ở trong phim hoạt họa. Anh chàng ta chỉ có ăn xà lách son spinach mà anh ta trở thành một lực lượng bắp thịt nở rộ. Ai cũng thua. Thế thì công ty bán cộng sản nó gọi là gà rán, chúng ta gọi là gà chiên, thì bán công ty gà chiên Popeye rất thành công, do một công ty mẹ ở tiểu bang Louisiana, đó là công ty Restaurant Brandon. Đây là một công ty, ở đây chúng ta thấy có 3-4 công ty gà chiên: Kentucky Fried Chicken, Church Fried Chicken, Popeye Fried Chicken. Nhưng mà công ty nổi tiếng nhất là Popeye. Nhưng mà thật lâu đời nhất là phải kể là công ty Kentucky. Kentucky là do ông đại tá gọi là Colonel Sandy, Colonel Sander, ông ta sáng lập. Cho nên những nước cộng sản nó thèm gà Mỹ chiên là nó mời công ty Kentucky Fried Chicken đến để mở. Popeye trong hôm Chủ nhật vừa rồi có một cái món đặc biệt, là cái món chicken sandwich, tức là cái món hamburger mà làm bằng chicken, là từ bằng thịt gà chiên, không phải là beef như là thuần túy burger lâu nay. Thì người ta bán, người ta thèm, người ta thích quá, người ta phải shop những hàng dài để mua. Cái món này có từ bao giờ? Cái món này thật ra nó có từ hồi tháng 8 năm 2019 vừa rồi. Và đến một vài thời gian ngắn thì nó ngưng, không sản xuất nữa, vì có một số khán giả họ không thích, và một số đồng bào thì quá thích. Cho nên đến hôm mùng 1 tháng 11 vừa rồi là bắt đầu bán lại. Và khi bán lại như vậy thì đồng bào chen lấn nhau mà mua. Bây giờ quý vị cứ thử ghé những cái tiệm Popeye Chicken, quý vị đều thấy những hàng dài xếp hàng để chờ mua cái
chicken sandwich giá $3.99 một cái. Rất nhiều người Mỹ bảo nhau rằng là phải ăn lẹ lên, không có giờ nó lại không sản xuất nữa. Thế thì cái câu chuyện như vậy thì không có gì lạ đúng không? Món ăn ngon thì nhiều người mua, nhưng mà người ta ngon mà người ta thèm đến cái độ người ta tranh giành để xếp hàng. Thì có một anh chàng xếp hàng, anh ta gọi là cut the short, cut the line. Anh ta lại đến trước, đứng trước, đến sau, đứng sau. Anh ta lại vòng lên phía trước, anh ta đứng. Đâm nó có sự gây gổ với một thanh niên Mỹ. Lời qua tiếng lại chập, đánh nhau. Và tên Mỹ kia, thanh niên nó lấy dao đâm thằng bé, đưa vào nhà thương tắt thở. Đấy là một câu chuyện mê chicken của Popeye. Đến đây thì không có gì đáng nói cả. Nhưng chúng ta biết ở đây nói về ngoài vấn đề Kentucky rồi Church Chicken thì chúng ta còn có Pollo, El Pollo Loco, tức là một gà mà không chiên nhưng mà là gà nướng than. Thế thì các cái công ty kia, ký giả hỏi rằng các anh tại sao mà làm không có bằng Popeye? Họ đua nhau, họ nói một câu rất dễ thương. Họ bảo chúng ta là một thị trường tự do, kinh tế tự do, 100 người bán, 1 vạn người mua. Chúng ta sẽ cố gắng khắc phục những cái khó khăn để chúng ta có thể đưa ra những món ăn mới. Và đó là cái ưu điểm của nền kinh tế Hoa Kỳ. Thì muốn có được cái sự sáng tạo mới thì chúng ta phải có tự do. Và cái bí quyết mà kinh tế Hoa Kỳ thành công là vấn đề chúng tôi nói từ lâu nay. Thứ nhất, quý vị phải tin vào đấng tối cao, có sức mạnh của Thiên Chúa sẽ soi sáng Đức Chúa Anh Thần, mở rộng lòng, mở rộng trí để quý vị hiểu được những cái điểm lạ lùng. Từ đó mới sản xuất ra, sáng tạo ra những món ăn lạ. Lâu nay chúng ta chỉ có burger của McDonald's, burger của Burger King, burger của In-N-Out. Nhưng mà tất cả burger đó đều là thịt bò. Chưa ai có làm một burger bằng thịt gà. Mà đây là sự sáng tạo của công ty Popeye. Để chúng ta thấy cái vai trò tự do trong con người mạnh lắm. Nhờ ông có tự do, bà có tự do, cô có tự do mới được sáng tạo theo ý mình. Cho nên lý do tại sao mà Cộng sản Việt Nam họ không bao giờ có những bản nhạc hay. Từ trước đến giờ và từ giờ về sau, họ chiến miền Nam 45 năm rồi, bây giờ vẫn chưa có được một bản nhạc nào hay. Lúc đầu mới vào thì họ cấm không có giờ nhạc Việt Nam, miền Nam không được nghe. Nhưng mà đồng bào vẫn thèm khát. Rồi Cộng sản Bắc vào Nam cũng thèm khát. Rồi cả nước Việt Nam cũng thèm khát nhạc của miền Nam. Họ phải lén lút họ thâu, họ phải lén lút gì bảo trì. Vì vậy cho nên đến giờ này vẫn còn nhạc của miền Nam. Và ngày nay Cộng sản không có một bản nhạc nào hay thì họ làm gì? Họ dùng nhạc miền Nam, nhưng mà họ không muốn nói dùng nhạc vàng như ngày xưa. Nó quý như vàng, đâm ra họ thua miền Nam. Họ dùng nhạc gì? Láo cá. Láo cá là bản tính của Cộng sản. Dòng nhạc bolero mất dạy. Chúng ta phải dùng cái chữ mất dạy đối với loại người này. Chúng nó là súc sanh, chúng nó không phải là con người. Chúng nó không đủ can đảm nói người đàn bà miền Nam đẹp hơn người đàn bà miền Bắc. Nhưng mà chúng nó âm thầm hiếp dâm đàn bà Việt Nam. Nó vào miền Nam, 10 người đàn bà Việt Nam hết 11 bị nó hiếp. Lâu lâu có một vài bà bốc phét. Tôi ở công sản mà nó không đụng cái lông chân tôi được. Lông chân bà nó đụng làm gì? Cả cuộc đời bà tan nát hàng đêm cho nó giày vò mới đáng kể. Rồi lại tạo ra một lũ cộng con. Cái đó là khốn nạn cho dân tộc. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy tự do là cái căn bản cho đời sống sáng tạo của con người. Mỹ nó gọi là creative power. Là nó do từ cái creative thinking. Phải có tư tưởng sáng tạo.
thì mới có cái lực sáng tạo. Mà muốn có cái lực sáng tạo thì phải có freedom, phải có tự do. Có người ta tự do, người ta mới nói theo cộng sản, người ta mới hồ hởi, người ta mới hứng khởi, để rồi người ta mới bắt đầu có thể sởi lởi để mà sáng tác. Còn bây giờ con người ta sống bên cạnh là AK-47, bên này là búa liềm, ở sau lưng là bao tải cho đi mò tôm, thì con người trở thành gì? Súc sanh, chỉ có biết ăn ngủ, dùng AK-47 đi hiếp dân, có vậy thôi. Thì Popeye là một thành công tuyệt vời, nhưng mà tiếc rằng con người ta sung sướng quá thì nó hay làm loạn, cho nên đã xảy ra cái sự đâm chém và chết người. Nhưng từ đấy chúng ta mới suy ra một điều: nền kinh tế của Hoa Kỳ, cả thế giới không bao giờ theo kịp. Sức mạnh của Mỹ, không cả thế giới không thể theo kịp. Đó là lời nói của Donald J. Trump, là vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, là người đã và đang được lòng nhân dân Mỹ và cả cộng đồng nhân loại. Tại sao gọi là cộng đồng nhân loại? Là vì ông ta đã diệt được cái bọn khủng bố Hồi giáo mà Obama đã tốn hàng trăm tỷ đô la để mà nuôi, để mà phát triển. Nó giết hàng trăm ngàn người, chặt cổ hàng chục ngàn người, hiếp dâm hàng ngàn người. Mà giờ này Donald Trump đã tiêu diệt được con quỷ râu xanh. Chính con quỷ râu xanh đó đã hiếp cô bé gái Hoa Kỳ 26 tuổi là bác sĩ tình nguyện, đó là cô Mueller, Kathy Mueller. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút. Ước mong những tâm hồn thông cảm với Dương Đại hiểu được phần nào cái message, cái sứ điệp mà Dương Đại muốn gửi đến cho toàn thể quý vị. Ghi danh đi bầu. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.